dân dạy nên người, lớn khôn trưởng thành con đừng chơi bời, làm việc tốt đẹp cho đời, mong rằng con trở thành người hoàn hảo và tài giỏi. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực, giờ say con rượu con bạc, không tham những lần cha lại ăn nhọc khiến nhà mình như rơi vào sa mạc. Gia đình đây sống chật vật, hạnh phúc giờ bàn lông trượt dài từ lâu chăng buông chăng buông chăng buông, gái gu say xin cờ bạc đỏ đen cũng chơi lang lộn, làm con cái này lạc bước do cha làm gương, làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ, thương tinh như thoát mộng mị từ lâu vân vờ cầu xin xưa sai lầm lỡ tiêu đốt thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ. Đây nè. Bà xong chưa? Xong rồi. Làm cái gì mà lè mè quá vậy không biết nữa. Bực ghê cái ông này. Trời đất ơi, bà làm gì vậy? Bà làm gì mà lâu dữ vậy? Trời ơi, tôi cũng phải sửa soạn đồ đạc cho đàng hoàng chứ ông. Thôi khỏi đi, bà không cần phải sửa soạn đâu. Bà có cố gắng bao nhiêu thì cái nhan sắc của bà cũng không thay đổi sự thật đâu ha. Đi, lẹ đi. Ông phải để cho tôi khóa cửa chứ làm gì dữ vậy? Mà ông hả, cứ vợ cho con ông mà làm như cứ vợ cho ông không bà? Nhà còn đứa con trai à, không lo cho nó sao được. Còn đứa cái đó lèm bèm nữa, đi, lẹ đi. Mời quá. Má, sao tía lâu về quá vậy má? Chết rồi, có khi nào á tía về trúng lúc ông bà xui cũng vừa tới là bẻ dĩa hết luôn. Trời ơi, hỏi cũng con mà trả lời cũng con. Anh hai, gọi điện cho chú ba coi taxi về tới đâu rồi. Dạ gọi đi anh. Ý, khoan, chồng em đâu có đi chung với tía đâu, mà hai đứa nhỏ cũng không có điện thoại nữa. Thôi chết rồi. Nè, hổng chừng tía con choảng nhau với ông bà xui ở ngoài trước cổng á. Ra coi đi, để đưa người ta đi cấp cứu. Cô, sao cô không nói được cái điều nào tốt đẹp hơn hả? Thôi bây giờ vậy đi, mọi người mình đó ra trước nhà chuẩn bị, ai về á tới trước đó thì mình đón. Ừ. Nếu mà có sự cố gì á thì mình còn xử lý được. Ừ. Em, dạ, đừng có lo lắng quá, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Dạ em biết rồi. Bà xui tới rồi thì cả. Dạ. Dạ chào cô chú. Ông coi gia đình người ta đứng xếp hàng để mà chào đón vợ chồng mình kìa. Cái bản mặt như đưa đám, giống như có cái chiếc xe tang nào mới vừa chạy qua vậy. Ông vô duyên. Trời, làm gì đỡ đón vô vậy? Đi vô. Dạ chào cả nhà. Chào các cháu. Dạ. À, tôi cứ tưởng là chỉ có chị với lại con Út Hiền ở nhà. Ai dè cũng đông đủ quá ha. Dạ, thưa chú. À, gia đình con là gia đình truyền thống ba đời hiếu khách. Lúc nào cũng biết trước biết sau. Nói chung là gia đình văn hóa. Dạ. Dạ. Con xin phép con mời cô chú vô nhà. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ con mời cô chú. Dạ mời dạ, vô nhà. Dạ cô mời. Dạ. 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 Con mời cô chú vô nhà. Dạ. Ba. Dạ bác hai ơi, ông nội xỉn rồi. Nè, bây giờ con nói chiếc taxi chạy vòng vòng đi. Khi nào á mà ba điện thoại đó thì hãy về nhớ không? Ủa mà ba, tới nhà rồi mà ba. Đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo lời ba đi. Nè, hai đứa đừng có cho ông nội ra khỏi xe nghe chưa? Đi. Yeah, dạ. Được đi một vòng Sài Gòn rồi. Nhanh đi. Lên đường thôi. Cũng may là mình lanh trí, nếu không là ăn cho hết luôn rồi. Dạ anh nhà đâu rồi hả chị? Dạ thưa
Ông nhà tôi bệnh cũ tái phát, bệnh đa bao tử, cứ hành ổng hoài à. Ông đi bệnh viện từ sáng tới giờ chưa về. Ồ vậy hả? Bà nhà của tôi là thần tượng anh nhà lắm. Bà cứ khen ba con Hiền là khỏe cùi cùi. Ừ, dạ. Mới khen bữa trước bữa sau bệnh liền vậy đó. Ờ dạ. Má. Dạ mời anh chị dùng trà. Cảm ơn. Dạ. Dạ thưa cô chú, em con có làm cơm đó, cho nên hôm nay con mời cô chú ở lại dùng cơm với gia đình con một bữa. Đến nhà xui gia dùng cơm, lại không có anh xui, đúng là mất hết ý nghĩa. Dạ. Tiếc là ông nhà tôi không có được khỏe, cho nên thôi vậy không mấy, mình chờ anh xui vậy đi rồi mình ăn cơm chung luôn. Dạ thưa cô, hồi nãy tía con thấy mệt trong người đó cô, cho nên là tụi con chở tía con vô phòng khám để truyền nước biển rồi. Ồ dạ. Dạ chắc là phải 2 tiếng nữa tía con mới về, bởi vì truyền một lúc tới 2 chai lần đó chú. Dạ. Vậy là ba của cậu ở trong đó một mình à? Dạ không, dạ có 2 đứa nhỏ coi chừng tía con. Dạ. Tội nghiệp anh xui quá, chắc là hôm qua nhậu nhiều quá. Bữa nay mặc dù là không có ba Út Hiền ở nhà, giờ tôi sẵn nói luôn, có gì thì chị về nói chuyện lại với ảnh. Dạ. Là vợ chồng tôi qua đây là hỏi ý kiến anh chị, mình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ. Tính của tôi là thích nói thẳng nói thật, không có thích vòng vo. Dạ, còn vợ chồng tôi á thì sao cũng được hết á, miễn là hai đứa nhỏ yêu thương nhau thật lòng. Tụi nó là phận con cái mà, cha mẹ đặt đâu á thì nó ngồi đó thôi. Dạ, anh nói cũng phải. Thôi để tôi chọn ngày rồi báo lại cho anh chị biết. Dạ. Lẽ ra cái chuyện quan trọng như vậy á thì phải có anh xui để mà bàn bạc. Dạ. Ông nhà tôi cứ bệnh rời rào hoài, có gì anh chị thông cảm cho ổng. Trước sau gì vợ chồng tôi cũng phải gặp anh xui. Lần sau nhất định là tôi phải mời anh chị qua ăn cơm. Bữa giờ tụi tôi chưa có cơ hội để nói chuyện với anh xui. Dạ. Để cho tụi nhỏ nó cưới lẹ đi, chứ đứa nào tôi thấy nó cũng lớn tuổi hết rồi đó. Đúng rồi đó, cưới thì cưới lẹ lên, để hai bên nhà cứ chạy qua chạy lại hoài, vừa mất thời gian mà ăn uống thì tốn kém nữa, đúng không? Tim hụt quẹt, hụt thuốc. Trời ơi, quẹt cái gì? Thấy tôi ngủ ngon rồi định ăn cắp tiền hả? Đừng có, bà này sao nghi ngờ tầm bậy tầm bạ không à. Nghèo như nhau mà, cùng giai cấp ai đi làm cái chuyện tào lao nữa. Ma không thương người bệnh, trời cũng không thương người nghèo, ở đó mà nghèo như nhau. Sao? Ăn hậu tân gia như thế nào? Chấm uống được cái gì không? Rượu say bò cởi. Chưa bao giờ ăn tân gia mà tôi sai như vậy. Tôi xỉn luôn. Vụ gì vậy? Cười gì bà? Ăn. Ăn cái này là ăn đòn đó. Cái này nó là tai nạn nghề nghiệp thôi. Trời. Bình thường. Mày đặt tai nạn nghề nghiệp, ăn đòn thì nói ăn đòn cho rồi đi. Trời ơi, ông nội ơi, mệt quá. Đáng lẽ giờ này mình đang ở nhà chơi game. Chơi cái gì? Học bài thì có, ở đó mà chơi hoài. Nó giỡn xíu thôi, bọn siêng lắm vậy.
Dạ ông nội. Ông nội sắp ói rồi. Chú tài xế ơi, chú có cái bịch nào không chú? Cho nợ con cái bịch, nợ con mắc ói chú ơi. Đâu có cái bịch nào đâu. Nói ông ráng đi. Để chú tìm chỗ đậu xe cho ông ói. Dạ, lẹ, lẹ đi chú. Lẹ đi chú. Chú có bịch nào không? Lẹ đi. Dạ ông nội sắp ói rồi đó. Trời. Trời ơi. Nói ông ráng đi, chỗ này cấm đậu xe mà. Chú chạy lên nhanh lên đi. Lấy cái gì cho ông ói tạm đi. Cái cặp ông có tìm, không? Tìm cái cặp em có không? Có không? Không có, anh có không? Cái ba lô kìa. Thôi dơ lắm. Cái ba lô của bay quý hơn xe tao hả? Dạ ơi, ông nội ói ghê quá. Cẩn thận ông nội. Từ từ thôi. Trả tiền xe đi. Rồi. Dạ. Trả tiền xe. Từ từ để em kiếm đã. Còn có 5.000 à. Chú ơi. Chú. Giờ không còn có nhiêu đây tiền à. Hay chú chở ông về nhà đi. Rồi ba con trả tiền cho chú. Thôi dẹp đi. Chở ông nữa cho ông ói trên xe tao tà le hả? Mày gọi ba mà tới đây. Nhanh lên. Ngày mà gặp 10 khách như vậy chắc chết đói quá. Ôi ông nội. Ôi ra đi. Con, cũng may á là ba má Vương về sớm. Không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu má. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Má, hay là tụi con đưa tí đi cai nha. Con mới hỏi bác sĩ rồi, có một trung tâm thôi, ở... Thôi đi. Trời đất ơi, tía của con á, chỉ à, nghiền gụ chút đỉnh thôi. Sao tự nhiên đưa ổng vô trung tâm cai nghiện làm như ổng nghiện xì ke ma túy vậy đó. Thấy không, má cứ như vậy hoài luôn đó. Cứ mỗi lần mà nói tới tía là má binh à. Bởi vậy hỏi sao mà nói hoài mà tía có cai được rượu đâu. Không phải, tại vì á, má sợ đưa tía vô trọng á, rồi thân thể của tía ốm yếu như vậy á, bị người ta đánh đập thiện sao. Má ơi, bây giờ đó, cai ở nhà không được. Đưa đi thì không cho. Bây giờ má nói con nghe đi. Con phải làm cái gì bây giờ đây? Con nói thiệt với má đó, con mệt mỏi với tía lắm rồi đó. Con ngán tới tận cổ rồi nè. Dù sao chăng nữa thì cũng là tía của tụi con mà. Má à, không phải một mình anh hai đâu, mà con cũng quá chán rồi. Má thấy rồi đó, lúc nào con cũng sống trong cái cảnh lo sợ. Con lo sợ là một ngày nào đó ba mẹ anh Vương sẽ biết là con có một người cha nghiện rượu đó má. Con nghĩ là má nên đưa tía đi cai rượu đi. Chứ ở nhà dày hoài, con thấy không có ổn đâu. Alo. Hả? Cái gì? Ở đâu? À, rồi rồi rồi, thím tới liền, thím tới liền. Chuyện gì vậy? Ba ói tựa lưa trên xe taxi. Rồi ông tài xế bực quá, đuổi tụi nhỏ xuống xe rồi. Giờ làm sao? Thì bây giờ đó, tôi, thím ba với Út Hiền, ba xe đi đón tí với mấy đứa nhỏ về chứ sao. Trời ơi, triệu mấy rồi ai trả? Để má cho. Thôi má, ngày hôm nay mọi người dì con nhiều rồi, để con trả cho. Juno có những cái này dễ sợ không? Luôn nhé. Xin lỗi hai bác vì cháu đã đến muộn. Ôi. Sương Minh, cháu cũng ở cùng với nó à? Dạ không ạ, cháu gặp mọi người ngoài cửa. Ủa, gì ạ? Ông làm gì ạ? Tôi đang xem phim mà. Dạ, hai thứ tóc rồi mà bày đặt coi phim tình yêu. Ông nói người ta mà ông nhìn lại mình đi. Tôi làm sao? Sắp lên chức ông nội rồi đó, còn bày đặt chơi game này game nọ. Cái này là giải trí lành mạnh. Chung lẽ bây giờ bà muốn tôi đi nhậu nhẹt, uống bia ôm thì bà mới chịu. Ông thích á thì ông cứ đi đi, tôi đâu có cản đâu. Ờ con. Ờ, dạ. Đi đâu vậy con? Dạ con, con định chở Hiền đi coi áo cưới. Ờ, nếu mà chở Hiền đi coi áo cưới á thì con mua cho nó luôn mấy cái đi, mua cho đẹp đẹp sang một chút nghe con. Dạ. Bà có tiền cho nó không mà nói. Thì con mua mấy bộ thường thường thôi, đừng phung phí quá không có tốt. Dạ đúng là bà phải. Mà nè,
ba má định... Con nói với Hiền á, ba má mời ba má Hiền ăn bữa cơm gia đình. Dạ. Con sao vậy? Sao có vẻ căng thẳng quá vậy con? Dạ đâu có gì đâu má. Thôi con đi nha má. Con đi nha ba. Kitty, em hôm nay sao vậy? Bộ có chuyện gì không vui hả? Vui gì nổi mà vui. Từ ngày tía má lên tới giờ không có ngày nào được yên ổn hết trơn. Lúc nào em cũng trong tình trạng căng thẳng. Chuyện hôm nay anh có nghe anh hai kể? Tía anh á, tối ngày cứ nhậu nhẹt, không chửi lộn thì đánh lộn. Em sợ ở với tía không sớm thì muộn thằng đội cũng hư à. Em nói gì vậy? Cần phải lo xa vậy không? Anh là thầy giáo mà, không lẽ con anh dạy không được? Anh đừng có tự tin quá, gần mực thì đen. Thì em đang lo ngày mai tụi nhỏ tới đây học thêm, tía cứ như vậy không biết sao mà dạy nữa. Anh còn lo hơn em nữa đó. Cứ tình trạng vậy mà tụi nhỏ đến học thêm chắc anh trốn luôn quá. Em mệt mỏi lắm rồi. Nếu tía cứ tình trạng như vậy á, em sẽ dọn ra ở riêng. Nè. Buông ra. Hơi, cháu gái mình sắp đi lấy chồng rồi. Mai mốt không biết ai cho tiền mình xài nữa. Số không còn cái, nó khổ như vậy đó. Cô. Ừ, gì? Con cho tiền cô xài nè. Cô muốn xài gì cô cứ xài, đừng có tiếc tiền nha. Nghĩ lại, cô không lấy chồng, quyết định ở dậy nuôi mấy anh em con ăn học, thiệt là không uổng công chút nào hết á. Cô yên tâm đi, khi nào mà con còn khả năng lo được cho cô á, là con sẽ lo hết. Ta nói cô thương con nhất nhà là đúng rồi. Cảm ơn con nghe. Dạ. Trời ơi, khát nước quá. Cái gì vậy? Khát nước, bà lấy nước cho tôi uống coi. Uống rượu bia vô no quá rồi, cần gì phải uống nước. Nhậu gì mà nhậu bất tử. Kỳ này tụi nhỏ đã bàn với nhau hết rồi đó. Nó đưa ông vô trung tâm cai nghiện cho ông chừa. Cái gì? Tự nhiên đưa tôi vô trung tâm cai nghiện? Tôi có hút xì ke ma túy gì đâu mà đưa tôi đi cai nghiện. Trung tâm cai nghiện rượu. Ông lo mà cai rượu đi. Tôi nói thiệt với ông đó nha, tôi bó tay với ông luôn đó. Nghĩ làm sao mà tới trường thằng Hải quậy. Còn ông bà Xu gia tới nữa, xém chút xíu nữa là mất mặt với người ta rồi. Khát nước quá, bà đi lấy giùm tôi miếng nước đi. Đợi chút đi. Người nóng rang luôn à. Nếu mà tụi nhỏ đưa mình vô trung tâm cai nghiện, chẳng khác nào mình bị ở tù. Bây giờ phải tìm cách mới được. Chắc là phải giả bệnh, mà bệnh là phải bệnh sắp chết. Cho tụi nhỏ nó đưa mình về quê thì mai ra thoát được cái vụ này. Ôi chà, ôi da đau.
Cái gì vậy? Ông sao vậy hả? Ông sao vậy? Đau, đau, đau bụng quá bà ơi. Đau cái gì đừng có làm cho tôi sợ nghe chưa? Đau cái ngực quá, tôi thở không nổi luôn. Hít thở sâu vô, hít thở sâu vô. Sao tôi thở không được? Khó thở quá, chắc tôi sắp chết. Không sao, ông không sao đâu. Để tôi kêu mấy đứa đó ông vô bệnh viện nghe. Không cần, không cần đưa tôi đi bệnh viện đâu. Bà đi kêu mấy đứa nhỏ lên đây gặp tôi liền. Để tôi trăn trối với tụi nhỏ. Trời ơi, nói gì tầm bậy tầm ba vậy? Làm như sắp chết tới nơi mà trăn trối. Trời, sức khỏe của tôi, tôi tự biết. Cái gì vậy? Làm sao mà biết được? Sắp chết, kêu tụi nhỏ lên tôi trăn trối không kịp. Vậy là xong thôi chứ có cái gì đâu. Bài dễ ợt mà làm cũng không được nữa. Con học hành kiểu gì vậy Quân? Dạ có chuyện rồi. Gì vậy bà nội? Tía con sắp chết rồi. Hả? Dạ. Mà nói cái gì? Mà nói là có chuyện rồi, tía con sắp chết rồi. Bây giờ ông muốn chăm cháu tụi bay lời cuối cùng kìa. Mình đi thôi anh. Đi em. Út Hiền, Út Hiền, Út Hiền ơi, em đừng có đi. Tía đang hấp hối kìa. Cái gì? Đi khó thở. Ông ơi. Tía, tía, tía. Tía. Ông bây giờ nè. Tía. Tía đâu ở đâu? Tía khó thở. Tía nói đi, tụi con chở tía đi bệnh viện. Tía ơi, tía nói cho tụi con biết đi tía. Ông nội, ông nội có sao không? Có sao ông nội? Đừng đi bệnh viện. Sống chết coi show. Show của tía tới đây là hết rồi. Tía đừng có nói vậy mà tía. Ông ơi. Đừng đi bệnh viện. Không có thuốc nào để cho tía được đâu. Tía ơi, tía có thèm rượu không? Con mua rượu cho tía uống nha tía. Anh, tía, tía mệt vậy làm sao tía uống rượu được? Tía mệt lắm. Anh á, tía, anh nói chuyện kỳ cục quá. Tía đang bệnh như vậy mà anh còn kêu tía uống rượu nữa. Lúc ông khỏe mạnh á thì cấm đoán không cho ông uống. Bây giờ cho uống thì đã muộn rồi. Con nói vậy là thử tía đó mà. Đúng rồi đó cô. Tía bị như vậy á là bị nặng lắm cho nên tía mới không uống rượu đó. Thôi đừng có nói nhiều nữa, mau đưa tía đi bệnh viện đi. Đi ông. Bệnh viện nha ông nội. Đi ông. Đi bệnh viện. Đi ông. Tía phải đi bệnh viện. Tía đi bệnh viện. Tía. Không đi bệnh viện. Không đi bệnh viện. Thôi tía bình tĩnh đi. Tía. Mấy đứa muốn tía chết bây giờ hay sao? Thôi. Không đi, không đi. Ở nhà, ở nhà. Đừng có ép tía nữa. Ở nhà, ở nhà. Lúc tía còn sống, tía chỉ biết ăn nhậu, không chịu lo cho các con. Tía là một người cha vô dụng. Tía, tía đừng có nói như vậy mà được không tía? Ai con ai cũng thương tía, có bao giờ trách tía cái gì đâu. Tía ơi, giờ tía sắp chết rồi, các con có mặt đầy đủ ở đây là tía vui lắm rồi. Tía có một tâm nguyện, sống chết gì tía cũng phải về quê. Dạ tía ơi, để con đưa tía về quê. Bây giờ trễ rồi, đâu còn xe về quê nữa đâu. Tía ơi, tía ráng đợi tới sáng mai được không tía? Được không tía? Được không ông? Chắc có lẽ được á. Tía ơi. Em thấy tía như vậy là mệt lắm rồi đó. Hay là mình thu xếp cho tía về trong đêm luôn nha. À, hay là mình thuê chiếc xe 16 chỗ rồi cả nhà mình đưa tía về được không? Không, anh đủ rồi. Anh thấy chưa có cần thiết đâu. Lần trước anh đưa tía đi tiêm vaccine phòng chống HIV, anh có cho tía khám tổng quát thì không có bệnh cái gì hết. Sao giờ tía kêu tía đau, gần chết, thấy hơi lạ đó. Ủa mà tụi em có thấy điều đó không? Nếu mà anh hai nói như vậy, là ý anh hai nói tía đang giả bộ hả? Anh nghĩ vậy, chắc là do anh em mình ép tía cai rượu quá, cho nên là tía mới giả bộ lấy cớ về quê thôi. Anh hai, biết đâu tía bệnh thiệt rồi sao? Hay là bây giờ mình ép tía đi bệnh viện thử coi sao? Chú ba cũng thấy rồi đó, tía có chịu đi bệnh viện đâu. Ủa, mà mọi người có thấy phản ứng của tía có hơi quá quyết liệt không?
quá mức bình thường không? Đúng rồi. À đúng rồi. Anh nghĩ là cần phải cho tía biết suy nghĩ của anh em mình. Em có cách để thử biết tía có bệnh hay không. Cách gì? Có đồ ăn chưa bà? À, ông đợi tôi một chút nha. Nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Rồi, có liền. Ủa, sao ông không kêu con trai mình xuống ăn sáng luôn ông? Nó là ông nội của tôi chắc, tôi phải lên thỉnh nó xuống. Ông sao mà khó khăn quá à? Ông không kêu tôi kêu. Thôi khỏi đi, nó mà đi làm trễ, tôi trừ lương nó. Ông này. Vương ơi, Vương, xuống ăn sáng con ơi. Vương ơi, Vương à. Nó đi đâu vậy cả? Không lẽ đêm qua nó không có ngủ ở nhà? Ông, ông tỉnh rồi đó hả? Ông có biết là tôi lo lắng cho ông lắm hay không? Tôi thấy bà ngủ như chết, bà lo cái nỗi gì? Ông á, chỉ biết nghĩ xấu cho tôi không hả? Tại vì tôi mệt quá, tôi mới chợp mắt có chút xíu à. Bây giờ ông thấy trong người sao rồi? Tôi thấy cũng đỡ đỡ thôi à. Bà có nói thằng Hải thằng Hùng nó lao xe cho tôi về quê chưa? Dạ, con chào tía mà. Tía, con có nấu cháo cho tía ăn nè. Tía ăn đi cho nóng. Cháo cháo hả? Dạ. Sao tía thấy mệt quá, tía ăn không nổi đâu. Con thấy ngài với thằng ba nó chuẩn bị xe dưới chưa? Cho tí về quê đi, tí chịu hết nổi rồi. Dạ, anh hai chắc ảnh chuẩn bị đi gọi xe rồi đó tía. Hay tí ăn cháo đi cho có sức khỏe để đi về quê. Thôi tí ăn nổi mà cứ kêu tí ăn hoài. Con nói thằng hai lo xe cho tí đi, chứ chịu hết nổi rồi, tí về quê. Đi kêu đi con kêu thằng hai giùm tí á. Tía chờ hết nổi rồi, chờ hết nổi rồi. Má đút cháo cho tía nha, để con xuống nhà con hối anh hai. Tôi đút cháo ông ăn nha. Thôi, bà để đó đi. Để đó đi, tôi từ từ ăn cũng được. Bà lo bà đi giặt cái khăn cho tôi. Để tôi đắp, tôi thấy người nó nóng, nóng lắm, nóng quá luôn. Ông ăn một mình được không? Được mà, từ từ ăn cũng được thôi. Được đi rồi. Lẹ đi, trời, người tôi nóng quá. Rồi trời rồi, để ơi, tôi đi. Trời ơi, sao mà nó rát cái ngực luôn á. Để tôi đi. Nóng lắm, đi lẹ lẹ đi. Trời ơi, trong người nóng lắm. Lẹ lên đi. Trời ơi. Rồi. Trời ơi trời, đói quá, đói muốn xỉu luôn vậy. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy ăn cháo mà nó ngon như bây giờ. Không được. Ăn hết thế nào cũng bị lộ. Không thể nào được. Ông à, ông. Ôi trời ơi, sao đổ hết vậy nè ông, hả? Tôi ráng tôi ăn, tôi cầm lên chút xíu, tôi cầm nổi buông rớt đổ. Thôi được rồi, để tôi dẹp.
Khăn đâu khăn? Cái khăn kìa. Ờ trời. Được không? Để tôi dẹp tô cháo tôi lên liền nha. Dẹp dẹp tôi đi trời. Ừ. Trời ơi, để khăn chỉ mày xa dữ vậy. Ây chà. Có vậy thôi mà lấy cũng mệt nữa. Ây chà. Sao rồi? Bạn tri kỷ của ông sao rồi? Chắc có lẽ là đang bị giam lại rồi. Xiềng xích đó. Số ông cha này khổ thiệt. Con cái nó coi không ra gì. Đi đâu cũng bị quản lý. Làm cái gì cũng bị theo dõi vậy đó. Tại ông uống rượu nhiều quá anh chi. Trời ơi, uống nhiều quá sơ gan cổ trướng đó. Trời ơi, vậy không nữa. Chú, chú. Chú, chú Xuân Râu. Chú. Chuyện gì? Xuân Râu, có Xuân Râu đây. Có chuyện gì vậy? Hả? Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với chú. Nhưng mà có chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy? Có gì đâu căng thẳng. Tại mặt tôi lúc nào cũng vậy hết á. Hiểu rồi. Có nghĩa là cái mặt của cô lúc nào cũng căng thẳng, mà không căng thẳng cũng giống nhau. Đơ. Đó là cái chuyện cá nhân của tôi. Cái chuyện căng hay không căng là chuyện riêng của tôi. Bây giờ vấn đề khi tôi đến đây là có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với chú. Nghiêm túc? Chú tới nhà tôi ngay đi. Để làm gì? Tôi vô tội nha. Còn vụ đánh lộn ngoài cổng á là do ông tự muốn quýnh là quýnh thôi nha. Tôi không có suối bậy gì nha. Thiệt á. Chú yên tâm. Tôi á, tôi đến là muốn báo tin cho chú là nhưng mà tin gì mới được chứ. Tí tôi bệnh nặng, sắp về quê chờ chết rồi kìa. Thôi ơi, tôi chết. Tôi chết cha rồi. Nếu mà chú muốn gặp tía tôi một lần cuối thì chú qua liền đi. Trời đất ơi, nhưng mà ông bị cái gì? Hôm qua còn nhậu với tôi mà. Thì chính vì nhậu với chú nên mới bị bệnh vậy đó. Thôi được rồi, tôi phải đến thăm ông mới được. Ừ đúng rồi. Ê, vô lấy xì rượu. Làm gì vậy? Tự nhiên đi mua rượu đi thăm bệnh chi vậy? Người ta mua đường sữa tự nhiên đi mua rượu. Biết thì sữa thơm, không biết thì giữa cọc mà nghe. Lẹ lên. Dạ, con chào bác. Kêu má luôn được rồi. Bác cái gì không biết nữa. Khách sáo quá. Dạ, bác ơi, con mời bác ngồi nha. Dạ, bác ngồi đi bác. Bác ơi, hôm nay bác muốn làm tóc hay làm móng? Để con làm cho bác nha. Chiều nay má có hẹn với mấy người bạn. Dạ. Con làm tóc cho má đi. Dạ, vậy bây giờ nếu mà mình làm tóc. Bác, bữa nay bác làm gì? Để con làm cho bác nha. Thôi, tôi sợ lắm rồi cô. Tại vì hôm bữa vụ cặp chân mày tôi đó. Không phải đâu bác. Hôm bữa con đâu có muốn làm cho bác như vậy đâu. Tại... Thôi, để chị làm cho bác cho. Chị hiểu ý bác mà. Em đi vô rót cho chị ly nước để chị mời bác nha. Dạ. Dạ, bác. Bây giờ con sẽ gội đầu cho bác. Rồi con sẽ massage. Rồi con sẽ tạo cho bác một kiểu tóc thật là đẹp nha. Thôi, làm đơn giản. Người trong nhà không mà. Dạ, vậy đâu có được bác. Ngày hôm nay á, con sẽ tạo cho bác một kiểu tóc đẹp nhất để bác đi gặp bạn bè. Con đảm bảo nha, chiều nay bác sẽ nổi bật nhất trong nhóm bạn của bác luôn á. Bà. Hả? Tụi nó đi kêu chưa sao mà lâu quá. Tôi không có thấy đâu hết. Chắc là tụi nó đi gọi rồi đó. Tía. Bộ có xe rồi hả con? Giờ mình đi luôn đi con. Dạ, xe thì chưa có tới. Nhưng mà... có một người bạn muốn tới thăm tía. Một người bạn? Dạ. Đâu? Xuân Câu. Bạn Hiền ơi! Xuân Câu! Cái gì vậy trả lời? Anh ơi! Trời ơi, cái anh gì mà con ra đi anh. Tôi thở không nổi luôn! Thương lắm! Mới hôm qua thì còn nhậu chung với nhau. Vậy mà bây giờ anh lại sắp ra đi rồi. Âm dương cách biệt rồi. Cuộc đời thì sao trớ trêu quá. Nói thiệt với anh là trong đời này tôi chỉ có một mình anh là bạn của tôi thôi. Vậy mà bây giờ sắp ra đi rồi tôi cũng biết chơi với ai. Không lẽ chơi như thế? Trời muốn tôi chết lắm hả? Vậy. Hồi nãy giờ ông nói cái chết 800 lần với tôi rồi. Thương. Mà vậy là còn nói chuyện được phải không? Ừ.
Trời ơi, vậy là trước khi chia tay chúng mình phải làm một bữa ly biệt. Đây, có đây, có đây. Nè nè nè, bữa nay trước khi chết anh phải uống với tôi một lần cuối cùng. Vậy ha. Thôi thôi ông à. Trời ơi, mụ nội ơi, đã quá anh ơi. Rồi vô ha, vô, vô, vô. Tôi không uống được đâu, tôi bệnh nặng lắm. Trời ơi, uống vô là tôi chết liền á. Thôi vậy giờ đằng nào cũng chết, vậy thôi trước khi chết mình làm một phát nó đã đi rồi chết ha. Trời, rượu ngon quá anh ơi. À, không, trời ơi. Dạ, trời ha. Tôi uống vô là tôi bất tỉnh liền luôn á. Tôi thấy trong người tôi dạ. Mệt lắm. Má. Thôi thôi má với con á, xách vỏ xách xuống nhà trước đi. Khi nào xe tới á, con mời tía xuống sau. Để cho chú Xuân Râu với lại tía ngồi đây tâm sự một chút. Nhưng mà tía con với lại. Con sen nó nói đúng đó. Bà cứ xuống dưới đi. Bạn cũ lâu ngày cần tâm sự ha. À, thương quá. Thương lắm. Vậy thì thôi, tôi xuống trước nghe. Sắp sang hai rồi. Đi má. Trời ơi, rượu ngon gì mà không uống. Trời, đã thiệt. Nó đã quá trời luôn rồi. Đã không? Mới có thử thôi là muốn hết bệnh rồi phải không? Tôi đã nói rồi mà, cái này là thần dược, có thể chữa được bách bệnh, thấy không? Chỉ có ông mới hiểu tôi thôi. Mấy đứa, xe tới chưa? Để má kêu tía xuống. Má, xe không có tới đâu. Má đừng gọi tía xuống. Ủa? Vậy sao mấy đứa không kêu xe đi? Tía chờ nãy giờ kìa. Má nè, má cứ đợi chút đi, rồi má sẽ biết thôi mà. Trời đất ơi, thôi tránh ra giùm cái đi. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối mong manh như là hoa hậu vậy. Dạ, tại hôm qua con thiếu ngủ nên bữa nay con hơi mệt xíu. Ba cẩn thận nha, nặng lắm đó. Phải công nhận ba con không thua gì lực sĩ. Vậy mà má anh có bao giờ khen tôi được tiếng nào? Suốt ngày đi thần tượng người ngoài đó. Coi bộ ba đang ganh tị với bác hai. Ba mà thèm ganh với cha ốm ròm đó. Mà con đã điện báo cho con Hiền biết là ba má hẹn cơm tối nay chưa? Con nghe ba nói gì không? Dạ, con nhớ rồi ba. Tôi kết quả rồi đó má. Kết quả gì? Đây, đây, xuống. Bởi vậy người ta mới nói xuống này, ngon phải có bạn hiền. Uống vô mới thấy cô tiên trên trời. Đúng rồi. Càng uống càng thấy đầy gì. Uống cho quên hết sự đời đắng cái. Trời ơi, anh hay quá anh hai ơi. Hay lắm á nghe. Anh hai. Vậy tôi đề nghị với anh hai vậy nè. Bây giờ mình chơi nửa chừng vậy là không có đã. Quá đủ. Bây giờ mình cứ tiếp tục mình qua cái quán của mẹ Sáu Đề. Mình chơi cho nó đã luôn. Qua quán bà Sáu Đề. Ok. Chơi á. Mà thấy không, tí chỉ giả bộ chết để được về quê thôi. Chút xíu nữa là cả nhà bị tí gạt rồi. Bà hai, bây giờ tôi không thèm chết nữa đâu. Bà đưa tiền tôi cho tôi đi nhậu tiếp đi. Yên tâm luôn. Má. Ai cho ông đi? Ông phải ở nhà cai rượu. Mấy đứa. Dạ. Đưa tí lên phòng. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Đi uống rượu mà tự tiếp. Nhiên đưa lên phòng với tụi con đi. Trời ơi, không đưa lên phòng làm sao mà uống rượu. Nó quá ư là bạo lực ghê thiệt. Chú đi về đi. Ở đây không có ai đón tiếp chú hết á. Mén đừng có hổn nghe mén. Mén nên nhớ rằng đây là cái người có công cải tử hoàn sinh cho cha già kia.
Nhớ nghe. Tôi không cần biết, chú đi về đi. Đi, đi về đi. Tôi không cần biết, đi. Trời, nhỏ này nhỏ con mà mạnh dữ ta. Đồ mất dạy. Khốn nạn. Chưa từng thấy cái nhà nào mà lại có đám con cháu mà lại hổng vậy hết. Ông đi thăm bệnh mà sao giống như ma rượt dạ. Ủi ông vậy. Mặt mà giống khỉ già quá kìa. Thì bởi vậy mới xui. Tôi hỏi bà nè, tôi giúp cha tụi nó ha, sống lại vậy mà tại sao tụi nó nỡ đối xử tôi vậy? Thì cũng tại ông dụ dỗ ba tụi nó uống rượu chi. Cha lớn tuổi rồi, cha già rồi, muốn uống uống với ai mà uống chả được. Ê bà Sáu, ví dụ như mình đang bình thường á, mình ra đường bị tao quýnh rồi, quýnh số mấy à? Bị quýnh xuống xẻo á, xui á. Xui thì số 13. 13 hả? Ghi cho tôi, xuống sát. Rồi, đánh số 13 luôn. Chết xuống sát luôn em. Tự nhiên số 13 là số nuôi của mình, nói cho anh trái chi vậy trời. Ê khoan, hả? Tôi suy nghĩ lại rồi. Ngược ngạo như vậy á, mình phải quýnh ngược lại cho tôi 31. Đúng, 31 thường hay ra lắm. Xuống sát cho tôi, đầu đuôi luôn ha. Rồi, chơi 31, rồi. Nhưng mà vấn đề tiền á thì bà để từ từ nha. Bữa nay kẹt quá. Gì kỳ vậy trời, biên số thiếu trời. Bà sao lẹ đi, sắp tới giờ xấu số rồi. Nè lỡ rồi đưa ông nha. Mà trúng á, cưa đôi à. Đúng, cưa đôi. Ừ. Nhưng mà vấn đề tiền xin lỗi cưng nha. Hả? Cưng tạm quên nó đi ha. Vài ba bữa sau mình có tiền mình tính ha. Cái gì vậy, kỳ vậy trời, tráo trở gì trời. Tráo trở gì? Chiều nay trúng không cưa đôi á hả? Tôi cưa ông làm đôi. Ủa anh, ôi dạ. Có sao không? Ôi, chết anh rồi. Lấy ra cho em coi dạ. Coi ô. Ngồi xuống đây, bỏ ô. Tay ra em coi đi, ô. Bỏ tay ra. Bị gì đâu? Còn nguyên. Anh chọc em cho vui mà. Anh đó, anh tới thăm xong nói trước cho em biết. Thì anh muốn làm cho em bất ngờ. Nhưng mà ai về em làm cho anh bất ngờ hơn nữa kìa. Tối nay em mời tía má của em qua nhà hàng Quang Mỹ như dự định ha. Ba má của anh có đặt bàn bên đó để mời hai bác. Có cách nào em từ chối mà không làm cho ba má anh giận không? Bộ em không biết tính ba của anh hả? Làm cho ba của anh phật lòng á là mình mệt mỏi lắm. Hay là em sợ ba má anh biết cái chuyện tí em nghiện rượu? Tại em không biết là em có thể giấu chuyện này bao lâu nữa. Thì hai đứa mình cứ giấu đến khi nào đám cưới thì thôi, phải không? Lúc đó thì gạo đã nấu thành cơm rồi, ba anh có muốn thay đổi cũng đâu có được. Không phải, anh không hiểu. Cái em sợ á không phải là chuyện ba má anh cấm hai đứa mình quen nhau, mà anh biết cái em sợ là gì không? Là ba má anh sẽ coi thường tía của em. Mà anh biết nếu điều đó thật sự xảy ra á, em sẽ không chịu nổi mà. Anh với em không để cái chuyện đó xảy ra đâu. Con đừng chơi bời làm việc tốt đẹp cho đời, mong rằng con trở thành người hoàn hảo và tài giỏi. Chợt nhìn người cha hiền mẫu mực giờ say con rượu con bạc, không tham những lần cha lại ăn nhọc khiến nhà mình như rơi vào sa mạc. Gia đình đây sống chật vật hạnh phúc giờ bàn nát. Nhưng tôi hư lóng trượt dài từ lâu chẳng buông chẳng buông chẳng buông. Gái gu say xín cờ bạc đỏ đen cũng chơi lang lộn làm con cái này lạc bước cho cha làm gương làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ thương tinh như thoát mộng mình từ lâu vân vờ cầu xin sửa sai lầm lỡ tiêu đốt thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ. Nhưng tôi yêu ông trượt dài từ lâu chẳng buồn chẳng buồn chẳng buồn. Ai cũng sẽ xin cờ bạc đỏ đen cũng trời làng luôn làm con cái này là phước cho cha làm gương làm hạnh phúc nơi gia đình tan thương. Nước mắt đau khổ của mẹ làm cha bỗng nhìn ngần ngơ ngần ngơ
vần vờ vần vờ cầu xin xưa sai lầm lỡ yêu đột thành cho và cuộc sống bên gia đình như mơ.